Vâng, xin tiếp tục mến chào quý vị và các bạn. Chúng tôi đang đo đồng chí Dũng Tấn này, cao 1m7, 1m65 thôi ạ. Dạ vâng. Thì cái này phôi này nó đang chơi khoảng trên 2m, nó khoảng 2m2. Và nếu sau này hoàn thiện thì nó phải tầm gần 3m. Và các bạn biết là những cây cao bây giờ làm cũng rất là vất vả, sau này cắt sửa cũng rất, chúng ta có thể chuyển thành hai cây để cho nó giảm được cái đoạn thẳng đấy đi. Và trên này chúng ta tận dụng một cây, tất nhiên thì nếu chúng ta cắt cây dưới này thì nó sẽ đẹp, nhưng thời gian thì chúng ta sẽ kéo dài hơn một chút. Còn nếu như để một cây cao thì thời gian nó sẽ rút ngắn đi. Tuy nhiên thì cái gì nó cũng có giá của nó, nếu mà đẹp thì nó phải lâu hơn, và muốn nhanh thì nó phải kém hơn. Và khi đến cái điểm mà thắt này thì chúng ta chuyển đổi thành cút. Thì vì phần bệ dưới cũng khá đẹp các bạn nhé. Đây này, đó. Phần dưới chúng ta chơi sau này cây lên đến cái điểm này cũng là được. Thì nó sẽ rơi vào khoảng 1m2 gì đó. Và để giảm được cái đường thẳng đi, vừa lấy đồ lên, lấy cái cục phấn đây. Khi mà cắt thì chúng ta sẽ chuyển mặt chơi sang mặt này để chúng ta được cái bệ. Cái phần thân bệ này khi mà làm lên là cũng đẹp đấy. Và để nuôi được cái cút thì chúng ta lại phải mất vài năm để giật lấy cút.
hai cây điểm vui nhân đôi. Cắt này thì nó lâu hơn một chút nhưng mà nó đẹp. Vui với cái này to hơn, coi là to như này. Còn cái này thì to là rắn rồi. Nó không bị cao lên nêu được. Những năm thì... nó cứ để như thế này nên mấy năm rồi. Vâng. Cái này một cây đẹp. Được hai cây đẹp. Để một cây thì nó cao quá. Nó dài quá. Đây đây, dỡ cái chăn bông này ra lót ra này. Cứ đi vòng tròn, nó vẫn ở cây thôi. Cho tạm lấy, cho tạm xuống dưới thôi. Trinh ơi. Ừ. Thôi rồi. Đỡ đằng này. Tạ không? Cứ để nguyên đây nhá. Đó xe nào. Rồi, hai cây cái đấy làm cái thớt được ấy nhờ.
Này, chú lấy thớt không? Đây, hoài. Cây chúng tôi cắt làm đôi, làm hai cây. Cứ bán một cây gỡ lấy gốc, còn một cây là ăn ra. Thế là đang bóc cái vết huyệt thớt to này để cho nó thành nhỏ lại. Đang bóc vào cái da đây các bạn nhé. Đó, cho nó thì nó sẽ nhỏ cái bản. Đánh tí nữa là lại nậy ra là được mấy phân nữa. Bóc nhỏ huyệt mà không ảnh hưởng gì đến mạch các bạn nhé. Rồi, một cây, hai cây. Nhau nhúm hết rồi các bạn, bệ đẹp. Đây là tạo sẹo. Và các bạn thấy chúng tôi đây, cái mảng mà nó cắt to như cái thớt đây. Đấy, thì chúng tôi bóc đây, bóc cho nó nhỏ đi các bạn nhé. Nhỏ, bây giờ nó nhỏ bằng nửa thôi, so bằng nửa cái đấy thôi. Đấy, so mấy cái kia là chỉ một nửa thôi. Đấy. Giờ nó còn khoảng tầm mét cho đến mét mốt. Rồi một cây cắt thành hai. Còn video này tôi vẫn thực hiện tại vườn của anh Hữu, xã Mỹ Hà, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định. Và thời lượng cũng đã dài rồi. Xin kết thúc ở đây. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị một video sau.